Một bài tập liên quan đến cái chủ đề của buổi hôm nay. Các bạn theo dõi nhá. Đề bài cho hiệu của hai số là 4 nếu tăng một số gấp 3 lần và giữ nguyên số còn lại thì hiệu của chúng bằng 60. Hãy tìm hai số đó. Ta phải lưu ý những cái dữ kiện đề bài cho. Thứ nhất, hiệu. Hiệu được chưa? Hiệu bằng 4. Thứ hai, nếu tăng một số gấp 3 lần và giữ nguyên số còn lại thì hiệu của chúng cho bằng 60. Vậy ta tóm tắt ở bằng cách là chân ở giữ kiện. Đấy là một cái cách thứ hai chúng ta phải tóm tắt như này. Hiệu của hai số đúng không? Nó là số A trừ số B bằng bằng 4. Được chưa? Tiếp, nếu tăng một số gấp 3 lần. Vậy có hai khả năng thứ nhất là tăng số bị trừ, khả năng thứ hai là tăng số số trừ. Chúng ta có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là tăng số số gì? Số bị trừ, đúng không? Đó, thì hiệu bằng 60. Đó. Khả năng thứ hai là tăng số trừ, tức là A trừ đi 3 lần B thì bằng 60. Đấy, chúng ta có hai khả năng như thế. Thì nhìn ở đây rồi, các bạn dễ dàng tìm cách giải rồi, đúng chưa? Cách giải nhất chúng ta có thể là thế A bằng B cộng 4 thay vào một trong hai hình thức là ra. Vậy, ta sẽ ra lời giải như sau. Các bạn lưu ý này, khi mà giả thiết cho một phép tính liên quan đến hai số mà cả hai số chưa biết, nếu các bạn gọi cả hai số đó là A và B thì sao nhỉ? Thì chúng ta xuất hiện hai tham số cần tìm. Điều đó sẽ làm cho bài toán có thể nó dài hơn một chút, dài hơn một chút so với việc chúng ta gọi một số là một tham số và một số kia chúng ta sẽ tính theo cái tham số đó. Vậy chúng ta gọi số trừ là B chẳng hạn nha, là B đúng không? Số trừ là B thì chúng ta có ngay số bị trừ. Đây, chúng ta căn cứ giả thiết thứ nhất nhé, thì nó là b cộng 4, xong chưa? Xong rồi đúng không? Bây giờ theo giả thiết chúng ta có trường hợp một là tăng số bị trừ thì chúng ta có là 3 nhân với b cộng 4, hiệu hiệu tức là trừ đi thì bằng 60. Đến đây các bạn dễ dàng tìm được không nào? 3 nhân b chúng ta được là 2 nhân b đúng không? À, trừ đi b được 2 nhân b, 2 nhân b. 3 nhân 4 là 12, trừ 12 bằng 60. Từ đó dễ dàng tìm được 2 nhân b bằng 12 cộng 60 cho ta 72. 72 tức là B bằng 36. Các bạn dễ dàng tìm được A bằng 36 cộng 4 là bằng 40. Trường hợp 2 là ta tăng số trừ lên 3 lần và giữ nguyên số bị trừ. Tức là gì? Tức là B cộng với 4, được chưa nào? Trừ đi 3 nhân với B cộng nhân 3b trừ đi 3b tức là tăng số trừ lên 3 lần đúng không? Bằng 60. Các bạn thấy ngay. Chúng ta chuyển vế sang, chúng ta được là 4 cộng với b trừ đi 3b tức là 4 trừ đi 2b bằng 60. Đúng không? Ta tìm được là gì? Đến đây các bạn sẽ thấy ngay là vô lý rồi. Dễ dàng tìm được 4 trừ đi 2B thì không thể bằng 60 rồi, đúng không? Loại. Vậy tóm lại chúng ta có duy nhất một đáp số là số bị trừ thì bằng 36 à 40, còn số trừ thì bằng 36. Ta sẽ sang bài tập tiếp theo.